xôn xao sự việc chủ tiệm phốt cô gái đến book make up đi tiệc nhưng thực chất lại chính là cô dâu. Sự việc đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng. Theo chia sẻ của chủ tiệm, book make up tiệc và book make up cô dâu là hai gói khác nhau. Đây cũng là điều tối kỵ trong make up. Dù khách có muốn làm theo tông nhẹ nhàng hay như thế nào thì cũng phải trao đổi lại với thợ. Được biết vị khách trong câu chuyện này đã đến quán để tham khảo các gói make up. Thế nhưng không biết lý do vì sao mà về nhà, bạn nữ đã nhắn tin lại với tiệm để chọn gói make up đi tiệc. Đến nơi, dù được chủ shop hỏi đi hỏi lại rằng khách make up để đi tiệc hay đi đâu và mặc áo màu gì. Tuy nhiên, phía khách trả lời make up đi tiệc và mặc váy màu kem. Chính vì thế mà chủ tiệm đã lên bóc phốt vị khách này. Nhiều người cho rằng make up gói nào sử dụng dịch vụ gì là do khách quyết định. Tuy nhiên, chủ quán hay nhiều người làm nghề make up lại cảm thấy không được tôn trọng. Bởi theo đó, make up tiệc thì gói rẻ hơn make up cô dâu. Vì thế, từ phấn nền, kem lót, kem dưỡng cho tới tóc đều dễ đơn giản. Và chỉ được vài tiếng là trôi. Cơ mà cô dâu lại là tâm điểm của ngày hôm đó, lỡ đâu lại gặp sự cố liên quan đến make up là ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Cô dâu sau đó đã lên tiếng cho rằng mình chỉ làm tiệc báo hỷ đãi vài bàn nên không muốn make up cầu kỳ, bản thân không phải trong ngành nên không nắm rõ quy tắc. Hơn nữa, cô gái cũng đã trả tiền đúng với giá khi book chứ không ăn quỵt tiền để bị phốt như vậy. Việc đăng ảnh khi chưa được cho phép là sai hoàn toàn. Hiện tại chưa rõ cái kết như thế nào, thế nhưng vụ việc đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số bình luận của dân tình để lại bên dưới bài đăng. Chủ tiệm chắc đăng cay vì không ăn được tiền make up cô dâu nên phốt à, sợ sếp quá. Thế nếu mình mua gối đầu, nhưng về mình ghét chân có được không hả các bạn? Thương cô dâu vào đúng ngày trọng đại nhất, ăn ngay mấy ngàn share rõ mặt từ sếp. Chủ tiệm sai 100%, khách không sai một điểm nào hết. Vợ tôi nghề này đây, nhiều khách có nét sẵn đẹp rồi, cần trang điểm nhẹ nhàng là đủ nên chọn gói đi tiệc. Thấy chủ tiệm đúng mà, make up cô dâu khác đi tiệc mà trời, gặp ai cũng như bà dâu thì sao người ta sống. Câu chuyện không có gì nặng nề quá, nhưng vì chút kinh tế mà hạ danh dự người khác xuống, không hay ho gì luôn chủ tiệm ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.